Hello everyone, Jackie Lee. Tonight, Master Xuyên Rồng will speak Dharma for us. Tối nay cô hiện nhận sẽ tập nói Pháp cho quý vị nghe. It's not the most famous, it's very famous, but it's certainly not the most famous. And his name is far better poets than him. Popular to the Chan community, whoever practices Chan. Like most of us know about his story. Thì cái tên của ngài rất là quen thuộc đối với những người Phật giáo tu thiền. So Su Phong Pho was born in a well-educated family. His dad was an official in the emperor in the Song dynasty. And when he was young, he was educated by the Taoist priest, Taoist teacher. But then he grew a little bit older, and his mom feel that nobody is good enough to teach him. So his mom decided to teach him. So you can tell that both his mom and his dad are very well educated, and that's how his mom formed him. Thì ngài Tô Đông Pha là sinh ra trong một cái gia đình là bố là làm quan, mẹ là cũng là gia đình có học Nho giáo. Thì khi mà ngài còn nhỏ thì được các vị được theo học với các vị thầy bên đạo giáo. Rồi lớn hơn một chút nữa thì mẹ của ngài mới cảm thấy là không có một vị thầy nào giỏi hết á, nên bà mới quyết định là bà đích thân dạy dỗ cho Tô Đông Pha. So Su Tông Pho has a younger brother at the age of 17, 19. Both of them take the national exam, and then they got a very high score, and both of them become so famous for being very competent and pass the test with the high score. Thì ngày Tô Đông Pha có một người em ở cái tuổi rất là còn trẻ, 17, 18, 19, thì hai anh em đi thi, đi lên kinh ứng thi, thì cả hai anh em đều đỗ bạn vàng. Và nhờ đó mà hai anh em đều rất là nổi tiếng vì tuổi trẻ mà học cao tài giỏi. And Su Phong Pho was appointed to got a position in the was appointed as one of the official in the emperor court. Thì ngài Tô Đông Pha được bổ nhiệm một chức quan. And when you get into politics, there's always up and down. And of course, you cannot avoid conflict. So Su Tông Pho write a post that offended one of the parties that is very corrupted. And he was accused of being criticized the king. And as a result, he was exiled to far away from the king, and yeah, and then when he was in exile, he got a little title in the court, but that position didn't really pay him anything, so he lived in poverty. Thì ngài Tô Đông Pha được bổ nhiệm một cái chức quan, thì khi mà ở trong cái chính trường thì không thể nào mà tránh khỏi được những cái chuyện vai chạm xích mích. Thì Tô Đông Pha có viết lên một cái bài là lên án cái sự tham nhũng của
của một cái vị quan ở trong triều đình thì rồi Tô Đông Pha bị kết tội á, là chỉ trích nhà vua nên bị nhà vua là đi đày. Thì khi mà đi đày đến một cái tỉnh xa thì ngài vẫn giữ được bổ nhiệm là một cái chức quan rất là nhỏ, nhưng mà cái chức quan nó không có trả tiền, không có lương bổng gì hết, nên ngài Tô Đông Pha sống một cái cuộc sống rất là nghèo khó. And on top of it, he is a very honest man. He did not take any bribery at all. So his life, you can imagine that his life is not very easy. So what do you do when you're poor? And another interesting detail is he has several wives. Can you guess how many? He had 7 wives. Huh, at the same time or different time? At not the same time, but okay, can you hear me now? Sorry. So he has several ways to taking care of, and same time or different times. Probably not 7 at the same time, but like several ones to taking care of. No, at the same time. Are you sure at the same time? At the same time? Yeah. Oh my God. That's very Chinese. They live in different houses or all in the same house? All same house. Oh my God, that's right. If you are rich, you can give each of the wife a different house, but since Su Dong Po live in poverty, so I guess they always in the same house, and probably a lot of complaining here and there. So I guess that is one of the inspiration for him to get into meditation, so that he can find bliss within himself. Best of both worlds, I guess. Sean likes it. So he stay in the place that like close to the river, and he has a good friend, his buddy, that is a Zen master, Master Fo Yin, his name, which means Dharma, Buddha seal. So I guess he usually, once in a while, he will come to Master Fo Yin temple and meditate and get home, and of course he do practice at home too. So they are good buddy, and they talk, they discuss about poetry, and they joking, they have fun together. So one time Master Fo Yin come and visit Su Dong Po, and they bet like, okay, I want to get into a contest with you, and if I lose, I will give you such and such. And one of the condition Master Fo Yin give out is like, if you lose, I want to have your youngest wife. Su Dong Po agree. Thì ngài Tô Đông Pha là khi mà sống ở cái nơi bị đi đày đó, thì ngài ở gần một cái ngôi chùa của cái vị thiền sư tên là Phật Ấn, thì hai người trở nên là một đôi bạn rất là thân thiết. Ngài Tô Đông Pha thì ở bên này con sông, còn ngài Phật Ấn thì có ngôi chùa là ở bên kia con sông. Thì một hôm á, là ngài Phật Ấn đến viếng thăm Tô Đông Pha, thì hai người mới là cá với nhau, thì nói là nếu như mà ông tôi thua đó thì tôi sẽ mất cho ông cái này, còn nếu mà tôi thắng đó thì tôi muốn cái người tỷ thiếp trẻ nhất của ông một đêm. Thì ngài Tô Đông Pha mới là đồng ý. And turn out Su Dong Po lose. So the monk took the youngest wife back to the temple and spent the night with the wife, with Su Dong Po's wife, in the same room. And then the next day,
must have fallen in, return the wife to Sutongpo. And you can tell, like, probably Sutongpo cannot sleep that night. Probably he stayed wide awake. Usually the youngest one are the favorites. The way it works in back in China, thường thường mấy cái bà cô hầu mà trẻ nhất là người ổng cưng nhất. Tại sao nha? They go by order, you know, they go to marry the first one and then they find that they need more affection, they marry a younger one, and then even a younger one, and a younger one, and a younger one. Thường thường như vậy đấy. Cưới bà lớn xong rồi một thời gian cảm thấy mình cần cái hồi xuân lại, thành ra mình phải cưới người trẻ hơn một tí nữa, xong lúc sau hồi xuân lại cưới trẻ thêm tí. Thằng này thường thường như vậy, cái người mà trẻ nhất á, là người cưng nhất. That's why the youngest one usually a favorite. And Sutongpo can't wait to see the youngest wife return. So when he saw his wife, he immediately approached her and said, like, what happened? What happened during the night? Can you tell me? And then the wife said, like, yeah, he took me into his room and I sat down. And what? And Master Fo Yin took in the charcoal stove because it was very cold, probably a winter night. And what is he doing next? And then he brought in another one. And what's next? And he brought in another one. The total is 7 charcoal stove. So the room is very warm and cozy. And then like you say, okay, can you come on, tell me what's next? And the wife say, and then he just keep hopping from one stove to the next one. Really? Yes, he do it the whole night until the sun come out, and then he took me home. And then Sutongpo realized, oh, my friend want to tell me something. Thì Ngài Phật Ấn mới mang cái cô vợ của Tô Đông Pha về chùa ở một đêm. Sáng ngày hôm sau á, là mang trở lại nhà của Tô Đông Pha. Thì cái đêm đó là Tô Đông Pha là nóng như là lửa đốt vậy đó, không thể nào mà ngủ được. Thấy cái cô vợ về một cái á, là hấp tấp hỏi, vậy chứ tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nàng có thể kể cho ta nghe được không? Thì cô vợ mới nói là thì thiền sư dẫn thiếp vô trong phòng. Rồi làm sao nữa? Rồi ngài mang cái bếp lò vô, tại vì có thể là đêm đó là đêm mùa đông, thì ra là cũng rất là lạnh. Rồi Tô Đông Pha mới dồn dập hỏi, rồi thiền sư làm cái gì? Ngài mang thêm một cái lò thêm nữa. Rồi sao nữa? Thì ngài mang từng cái lò vô một, tổng cộng là 7 cái lò. Rồi ngài cũng Tô Đông Pha nóng ruột quá, rồi thì sao nữa, kể mau mau đi. Thì cô tỳ thiếp mới nói là ngài mang hết mấy cái lò đó vô rồi thì nói chung là cái phòng rất là ấm. Rồi nhưng mà bắt đầu là ngài cứ nhảy từ cái lò này qua tới lò kia, hết 7 cái lò, đi vòng vòng ở trong cái phòng như vậy đó. Rồi cho tới khi mà trời sáng đó, thì ngài đưa tỳ thiếp về đây. Thì Tô Tông Pha nghe người tỳ thiếp nói như vậy thì mới nhận ra được là ồ, thì ra là cái người thiền sư bạn của mình á, là dạy cho mình một cái bài học là 7 cái lò đấy cũng giống như là 7 cái bà vợ của Tô Đông Pha vậy đó. Có nghĩa là cái tình thế của Tô Đông Pha đang là sống cũng giống như là sống chung với 7 cái lò lửa. So Sutongpo realized that his friend Chan Master Fo Yin want to remind him that he is live with the fire, the 7 stove. So you can see that his wife is very beautiful. So that's kind of like interesting detail that I want to brought up to you. Yes. Already? The Three Kingdom game? The computer game?
I have no idea, but I saw the picture is so pretty, so that's why probably the youngest wife is as pretty as was this one. Around the same time, Three Kingdoms? Su Tongpo is in the 11th century. I'm not sure about the Three Kingdoms. The Three Kingdoms probably is like earlier than that. Thì cô này cũng có câu hỏi là Tô Đông Pha có phải là thuộc cái thời Tam Quốc hay không? Thì nếu nói Tô Đông Pha là từ thuộc về cái thế kỷ thứ 11, có nghĩa là sau cái thời Tam Quốc. Yeah. So there's another interesting story between Su Tongpo and Zen Master Fo Yin. One day, Su Tongpo was meditating, and he feels so good, so blissful, and he get into a state. He enters samadhi. After he exits samadhi, he write a poem that describes the state that he was in. And the poem say, "I lower my head to the God among gods, whose hairline illuminates the universe. Unmoved by the eight winds, I sit erect on the purple golden lotus." And he was so proud of the poem, he have his servant brought it to Master Fo Yin. Master Fo Yin take a look at it, and then he immediately write two words in there and send it back to Su Tongpo. And Su Tongpo was so excited and waiting to see what is my friend comment about my poem. He opened it, he take a look at it, guess what? His face turned red. And then like immediately he take a boat and sail over the river as fast as possible and go to see his friend. And then because he wants to confront his friend, say like, "Why are you doing this to me? This is my poem, it's so good, and then why do you give me these two words?" Can you guess what is these two words? It say, "Fart, fart." Mm. Thì một câu chuyện nữa là về ngày Tô Đông Pha và ngày Phật Ấn. Thì một hôm á, ngày Tô Đông Pha đang là ngồi tu thiền, thì có thể là ngày nhập định, Tô Đông Pha nhập định, thì mới thấy được cái cảnh giới rất là hay, rất là tuyệt. Sau khi xuất định, thì mới biên xuống một cái bài thơ. Thì cái bài thơ như vậy: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Thì sau khi Tô Đông Pha viết cái bài thơ đó xuống, thì mới sai cái người gia nhân đó, mang qua cho cái ngày Phật Ấn xem, thì với hy vọng là ngày Phật Ấn sẽ ấn chứng cho mình. Thì ngày Phật Ấn xem xong không nói gì hết, lặng lặng viết hai chữ vô cái bài thơ đó, rồi đưa cho cái người gia nhân mang trở về cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha thấy người gia nhân về thì cũng háo hức lắm, mở cái bài thơ ra xem thử coi người bạn mình nói sao. Xem xong là mặt mày là đỏ mặt tía tai, bừng bừng nổi giận, tức quá là trèo cái thuyền qua bên sông càng nhanh càng tốt để mà đối chất với lại thiền sư Phật Ấn. Rồi ngày thì Tô Đông Pha mới bảo chứ, tại sao là ngài đề vô cái bài thơ của tôi nó hay như vậy mà tại sao lại đề vô hai cái chữ là phóng thí, có nghĩa là đánh trống. And Fo Yin would say, "Oh, welcome my friend. You got a very beautiful poem, and it's so impressed that you say that you are unmoved by the A wind. And it took me by surprise that only two words for me that took you all the way over here to see me." Thì ngài Phật Ấn mới nói là, "Xin chào ông bạn, cái bài thơ của ông rất là hay, nhất là cái câu mà bát phong suy bất động, mà cũng rất là ngạc nhiên mà chỉ cần có hai chữ của tôi thôi mà đã đưa ông từ bên kia sông mà lặn nổi qua tới bên này." And then Su Tongpo pause for a second and think about the poem, and he realized, oh, he lose one more time, and then he bowed to his friend, say thank you.
thì ngài Tô Đông Pha mới sững lại rồi nhớ lại tới bài thơ của mình Bát Phong Suy Bất Động, mà bây giờ là mình đang là nổi giận bừng như vậy, thì xong rồi mới bắt đầu là bình tĩnh xuống, ném cái giận lại, đẩy nó đi hết trơn, rồi sau đó là quỳ lại xuống cảm ơn cái vị thiền sư Phật Ấn. No, you never thank Bồ Yên. That's not true. That's one of the story on the internet. They say so. No. Su Tong Po would never yield to, never kowtow to Bồ Yên, the entire relationship. Never ever. Never ever. Thì thầy nói là ngài Tô Đông Pha với lại Phật Ấn là lúc nào cũng cạnh tranh với nhau hết đó. Thành ra là Tô Đông Pha không có bao giờ mà chịu cúi đầu với lại Tô Đông Pha đâu. Thì có thể là ở trên internet là mỗi một người viết chuyện thì họ lại thêm thắt thêm một chút xíu. Probably that is the variation on the internet. So turn out that I learned from prior Dharma talk that Su Tong Po and Pho Yin were co-cultivator in the prior life, and Master Pho Yin back then were still a monk. He entered samadhi and he find out that the next lifetime that his friend will take a life as Su Tong Po, and he will get into problems. So that's why he make a vows that I want to follow my friend, I want to help my friend. That's why he followed Su Tong Po, and he managed to be a monk this lifetime, and he managed to be close to Su Tong Po in order to help his friend. Thì cái câu chuyện đó là ngài Tô Đông Pha với Phật Ấn là trong cái tiền kiếp là đã tu cùng với nhau rồi. Thì ngài Phật Ấn lúc đó là biết được là kiếp sau này là cái người bạn của mình là sẽ thành Tô Đông Pha và sẽ gặp nhiều cái rắc rối khó khăn, thì ngài Phật Ấn mới phát nguyện là sẽ đi theo cái người bạn của mình để mà giúp đỡ. Nên trong cái kiếp này thì ngài Phật Ấn vẫn là cái người thiền sư, rồi là đi theo để mà giúp đỡ ngài Tô Đông Pha. Chính mà tại vì trong cái kiếp trước thì cái trình độ của ngài Phật Ấn đã cao hơn Tô Đông Pha rồi. Thành ra tới kiếp này cho dù Tô Đông Pha có là nổi tiếng, văn hoa, chữ tốt, tài hoa, ứng khẩu thành thơ đi chăng nữa, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng mà vẫn không bao giờ mà thắng được cái ngài Phật Ấn hết. So, it's very interesting to find out that they were both cultivator and in a prior life to Master Pho Yin level was higher than Su Tong Po. So this lifetime, his level is still higher than his friend. That's why Su Tong Po can never outrank his friend. So it was an interesting story, and whoever investigate Chan, we all have to learn about the concept of the eight winds. Thì đây là cái câu chuyện rất là phổ biến đối với những cái người tu thiền. Thì ai cũng muốn biết là khi mà học về cái tám cái gió, bát phong thì bao giờ là mình cũng nghĩ tới cái câu chuyện của ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. So that's all I know. And the rest of it, I have to wait for Master to explain to us more about the concept of the eight winds. What are the eight winds? The eight winds are gain and loss. Bát phong là bao gồm lợi suy, bliss and misery, lạc khổ, honor and disgrace, vinh nhục, praise and ridicule, khen chê. And those eight winds are the force that constantly affect us and make us move, the mind move. Thì tám cái bát phong này là những cái lực mà lúc nào làm cũng làm cho mình, cái tâm của mình phải động. Mình không có ở yên được.
Cô Hoàng Anh ở trong bếp có thấy có bát phong không cô? I asked Quang, like, did she saw the eight winds? Did she experience the eight winds in the kitchen? She said, like, oh, well, it's more than eight winds, probably 10 of them. Yeah, any questions? I think with me, go. If not, we can get back to meditate and investigate about the eight winds. Mm. Nếu mà không có câu hỏi gì hết thì bây giờ mình thiền để mà mình quán về cái tám cái gió được không cô? Thank you, everyone. Can we have the light off? Yes. Yes. Câu hỏi là phải cần vô cái định nào thì mới không bị ảnh hưởng bởi tám cái gió. The question is, what level of samadhi that you have to enter in order not to affect by the eight winds? No one ever asked that before. No, ai hỏi. Chưa bao giờ hỏi chuyện đó hết. Right? No one ever asked that question. So, I know for sure ninth samadhi, but I'm not sure about how about the lower one. I don't know. Thì Nhẫn nghĩ là cái cựu định thì sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cái bát phong nữa. Nhưng mà những cái trình độ định thấp hơn thì Nhẫn không biết. What does it mean the mind moves by the eight winds? Tâm đồng của bát phong mà nó thổi cho tâm đồng nghĩa là sao? Yeah. You know, it says the eight winds are they come in pairs. Bát phong nó tới bốn cặp. And the pairs of gain and loss. Lời với suy, you get your and bliss and suffering. The next pair is bliss and suffering. Cái lạc với là cái khổ. And next pair is honor and disgrace. Cái được vinh nhục. And finally is praise and ridicule. Và cái cuối cùng là khen và chê. Okay. Clearly, gain and loss is easy to understand. Cái lời với suy nó rõ, right? I mean, you gain something or you lose something. Cái rõ ràng lắm. Mình lời hoặc là mình hại. Okay, nó dễ. And because of when there is a gain or there's a loss, your mind moves. Mỗi lần có lời suy thì cái tâm mình nó động. When we are in pain, we want to stop. Khi mình khổ, thì mình ngừng tránh cái khổ. The mind wants want to stop the pain and the suffering. When we experience bliss, khi mình hưởng được cái lạc, hưởng cái sướng đó, thì we want more of it. Yes. Okay. So. Bliss and suffering is clear. Anh nói cái lạc cái khổ nó rõ ràng lắm.
Okay? And honor and disgrace and versus praise and ridicule. Sự khác biệt giữa cái vinh nhục với khen chê là chỗ nào? What is the difference on that on those two pairs? This is one session, Xian Ren. You need to use a Buddhist dictionary to look up these terms. You don't just throw them out like that because people will ask you. Your job as lecturer is to learn to memorize these concepts, okay, these Buddhist concepts. You can't memorize it, you need to look it up from the Buddhist dictionary, okay? Yeah. Giảng nói pháp thì phải có cái từ điển Phật giáo để mà tìm những cái danh từ này. Okay. In addition to grammar lessons. So what's the difference in a pair of honor and disgrace and praise and ridicule, Master Qian Jie? Honor and disgrace is it's more public. Honor like usually in front of a group of people. Whereas praise and ridicule I think could be more personal, like even one on one maybe. I'm not sure if that's the distinction. Honor and disgrace are states of being. Cái vinh với nhục là một cái cảnh giới, một cái trạng thái. Right? You're honored or you are in disgrace. Quý vị được người ta tôn trọng quý vị, hoặc là quý vị bị người ta khinh thường. Okay, đó là một cái trạng thái. Có một cái, you have a good, the king honors you, or you have a bad reputation. Okay, cái vinh nhục là như vậy đó, là một cái trạng thái trong cái cuộc đời của mình. Ngược lại cái khen chê này, whereas the praise and ridicule is instance specific. Ngược lại cái khen với chê này là nó chỉ lúc đó thôi. Okay. So how do you respond? How does your mind move in honor and disgrace versus praise and ridicule? Thành cái tâm mình nó động khác nhau chỗ nào khi mình được vinh nhục với là khen chê? Yes. Well, it seems to me that the effect of praise, personally, is to be honored. The effect of being ridiculed, the emotion is going to be disgrace. Not necessarily. Basically, these are the things we seek. Honor is we seek honor, okay. And disgrace is give us a sense of shame, okay. Whereas praise and ridicule are just our reacting to how others interact with us, okay. So in general, these are the four pairs of attachments that people in the world are very prone to, are very vulnerable to. Nên bốn cái cặp này, cái bát phong này là bốn cái cặp của đối tượng với nhau. The four pairs of opposites là những cái chấp trước rất nặng nề với người thế gian.
All right? So memorize that. This is important to memorize, because you memorize these four pairs of, or the eight winds, then when you meditate, you see that most of the false thinking that arise actually belong to one of these eight winds. Okay. Thành ra khi quý vị phải nhớ những cái bốn cái cặp này, thì quý vị lúc mà thấy lúc mình thiền đó, thì khi mà vọng tưởng nó khởi lên đó, thì quý vị thấy là những cái vọng tưởng thường thường nó thuộc vào bát phong này. They're all fall within these four pairs. Tất cả nó đều thuộc trong bốn này. Okay. And then because of them, your mind moves. That's the poem says. The eight winds blow and yet I don't move. Thì bài thơ ngài ông Tô Đông Pha nói rằng bác phong suy bất động. Okay. The eight winds blow and yet I don't move. What does it mean, I don't move? Bác phong suy bất động nghĩa là sao? Meaning that you, whether you face a gain or loss, bliss and suffering, honor, disgrace, praise or ridicule, what? You don't react to it. That's right. Okay. You don't attach to any of it. You don't react to it. You have no reaction. Okay. Có nghĩa là bất cứ mình gặp cái một trong bát phong này đó, thì mình sẽ không có cái phản ứng nào cả hết. Okay. So when Phổ Yin tested him, he says he was sitting in meditation and he realized he felt that, you know, he's above all these eight winds. Thì cái ông Tô Đông Pha đó ngồi thiền mới cảm thấy rằng á là mình vượt qua cái bát phong này rồi. Mình không phải là cái cảnh giới người phàm phu nữa. So you can tell that ordinary people would be moved by these eight winds. And therefore he says during when he is meditating, he's above it. The eight winds blew and he was unmoved. And actually he saw himself sitting erect on a golden purple golden lotus dais. Ông còn thấy nữa, mình ngồi trên một cái tòa hoa sen màu tử kim. The purple golden lotus dais is allusion to a metaphor for his being a sagely state. When you're born to the Western Bliss Pure Land, khi mà quý vị sinh về Tây Phương Cực Lạc đó, okay, the sages from this world, những cái vị mà thánh nhân ở trong cái thế gian này, okay, they'll be born on purple golden lotus days that Amitabha Buddha brings with them, bring him here and bring to escort, to transport the sagely man back to the Western Bliss Pure Land. Okay, so he claims that since the eight winds blow and I don't move, the eight winds cannot move me, therefore I've attained sagehood. That's what it means. Is it clear? And you don't get, you know, when Amitabha comes and get you, if at all. Nếu như mà ngài A Di Đà Phật mà tới đón cái vị mà có được đón này nữa đó, I don't think any of you will be sitting on a purple golden lotus days. Thầy nghĩ là không có, quý vị không có ai ngồi được cái tử kim, cái đài tử kim hoa sen đâu. Okay. So this this Sutompo here, ông Tô Đông Pha ngồi thiền thấy được cảnh giới, nhưng mà cảm thấy là mình trên cái bát phong suy bất động, thì mình ngồi trong cái chắc chắn là mình đã thánh nhân rồi. So he says, I meditate and somehow I realize that now I'm above gain and loss, I'm above
bliss and suffering. I am above fame and disgrace. I'm above fame or the infamy. I'm above praise and ridicule. Therefore, I must be a sagely man. Cái ý nghĩa bài thơ như vậy đó. No one explained that like that before. Chưa ai giảng cái phần như vậy hết đó. Bài thơ đó ý nghĩa là như vậy đó, là khi mà quý vị mà bác phong một tri bất động, thiệt sự tri bất động rồi đó, thì quý vị thiệt sự là thánh nhân rồi. Ok. Because that means that in answer to the question earlier, it means that if you are from 1 to 8, okay, có nghĩa là nếu, from 0 to 8, nếu cái vị mà từ không định cho tới bát định đó, the 8 wind still move you. Cái bát định, bát phong nó vẫn làm cái vị động như thường. Okay. Your mind will calculate. It's still calculating. Cái tâm quý vị nó đang còn tính toán. You're still discriminating. Đang còn phân biệt. When you get the ninth, khi quý vị tới cái cửu định rồi đấy, then your calculating mind, your discriminating mind stops. Lúc đó cái tâm phân biệt quý vị, cái tâm tính toán của quý vị nó ngừng lại. Okay? That's why when you calculate, when your mind, when you're faced with any of the eight winds, your mind doesn't move. Thì lúc đó quý vị gặp cái bát phong, quý vị không có động được nữa. Alright? And so for Jin, who is at least eighth, at least ninth samadhi, thì ngài Phật Ấn á, là ít nhất là bát định. He realized that this man doesn't know what he's talking about. Phật Ấn biết cái ông này chưa phải là thánh nhân. He's not ninth level yet. Okay, the ninth level can recognize lower people. Mấy cái ông mà cửu định nhìn cái vị nhìn anh nhận được cái vị thấp hơn họ, thua họ. They can tell. You can't fake it. In Chan, you can't fake it. Bên cái thiền tông nó khổ vậy, sợ cái vị không thể nó lừa được ông thầy hết. It's okay to fake for me to fake to you because you are not very good. Đương nhiên thầy gạt cái vị được là tại vì cái vị trình độ cái vị thấp quá nên. Whereas the professionals, like I would never be able to fake it past my masters. Thầy hành thiền ta là gạt ngài Tiếng Hóa được hết. Okay. Master Fuyin realized this man here is bragging. Ông Phật Ấn này biết là ông này, ông Tô Đông Pha này đang khoe khoang. So he put down, he wrote a word, Phang Pi. Phong phi is a phóng hạ, phóng gì? Phóng thí. Phóng thí, which means I'm farting. So meaning that your poem is making me fart. Nói cách khác là cái bài thơ làm tôi phải địt cái bụng. Okay, Su Tông Po, the fart is a form of wind, isn't it? Địt mà là một cái loài, gió. And it brought Su Tông Po all the way across the river immediately when he heard of the wind. Boom. Mỗi khi mà nghe mình thấy cái chữ địt một cái là địt một cái là phóng tí một cái là ông nghe là bị cái gió nó thổi tuốt từ nhà bay qua cái thiền viện ngay lập tức. What do you mean fart, and he said, so the fart wind still blew you over here. Anh nói Phật Ấn nói, té ra cái địt nó vẫn thổi từ nhà ông qua đây luôn hả? Mà sao ông còn bất động được? How can you claim you're unmoving?
You see, that's one I think you should pay attention to this. You remember this with my younger children. These people who are below ninth, they still see themselves in the midst of the state. Cái mà cái gì, cái những cái người mà trình độ thấp dưới dưới cửu đỉnh đó vẫn còn thấy mình đạt cái cảnh giới đó, vẫn còn thấy mình như thường. I sat erect in a purple golden lotus days. Okay, the eight winds blow and yet I am unmoved. Okay. Thì bạn thấy là khi cái pháp phong nó thổi đi, tôi vẫn bất động như thường. Tôi đang ngồi trên cái tử kim đài. Okay, he says, the wind blow at me, but I am unmoved. I sit on a purple golden lotus. You see, clearly, this guy still sees an eye. There's an eye there. Okay, and cái gì? Nghe, phải tập nghe giảng cho nó rõ ràng. Khi mà ông thầy mà nói vẫn còn cái ngã trong đó, là người thầy vẫn chưa tới cửu định. So you see that these people are not to ninth level yet, ninth level samadhi. Alright, cái bài học như vậy. And that's why what if he's ninth level samadhi, nếu cái người nào mà người tới nhập cửu định rồi, he exits samadhi, mà cái người này xuất cái cửu định, he would not write this kind of poem. Thì cái người này không bao giờ biên bài thơ như vậy hết, right? That's the meaning of this story. So this is one method of practice right here. Đây là một cái phương pháp tu hành. See, people see it, and they love the story, but actually it contains a form of chant practice. Cái bài thơ này rất nhiều người thích, cái chuyện này, cái công án này rất nhiều người thích. Cái nó khôi hài. Thiệt ra đây là một phương pháp tu. All you do during your sit is that when those thoughts arise off, they all belong to the eight winds. Okay? Có nghĩa là khi cái vị ngồi thiền, cái vọng tưởng nó khởi lên, nó đều thuộc cái bát phong này hết. And all you have to do is not react to it. Cái vị chỉ cần như bất động, đừng có khởi ý, đừng có suy nghĩ hết, thì cái vị sẽ đắc cửu định. Then you certify to ninth level samadhi. It's that simple. Nó giảng gì như vậy đó. Okay? Yeah. So to help you a little bit, Westerners, to get there a little bit quicker. The Chinese have been reading, and they've been talking about this, and they still don't know how to do it. Người Trung Hoa nó đọc bài thơ ai cũng khen rầm rộ mà không hiểu cái phương pháp tu là nó sao. All you have to do, if a thought of gain and loss arises, drop it. If a thought of bliss and suffering arises, drop it. For example, my legs hurt, ignore it. Okay? Nói cách khác, cái tư tưởng nó khởi lên, vọng tưởng khởi lên, hạng như là cái lạc với khổ, hạng như chân tôi đau á, làm lỡ. Don't do anything. Okay? Thought says, quit. No, I'm not quitting. Okay? My leg's gonna break. Chân tôi nó sắp gãy tới nơi. Let it. Chân nó gãy, kệ cho nó gãy. Okay? And you will find out, comes Wednesday, whether Master Xianqi's leg still operate or not. Cái thứ tư, thầy Hiền Trì sẽ xuất cái khóa tu của thầy Hiền Trì. Không biết cái chân nó còn làm việc hay không, mình không biết được. Okay, and today at lunch we talked about it. Bữa nay bữa trưa chúng tôi ăn trưa nói chuyện với nhau. He said that this monk here has been crossing his legs for several days now, 10 days now, over 10 days. Ông đã ngồi xếp bằng cả hơn 10 ngày rồi.
And he's like close to 90 years old or something. Okay, 90 tuổi rồi vậy. Okay. And he still works very hard. Mà vẫn tu hành rất là gắt gao. Just like the nun there at night, she would recite the sutras for all of you to hear. Những buổi tối sư cô đã gần trăm tuổi rồi vẫn đọc kinh cho quý vị nghe. You see, she recited something in Vietnamese for you to hear at night. Sư cô là tối là bật đèn lên đọc kinh để mọi người đang thiền mà nghe được cái kinh, rất là quý báu. And so he's the old 90-year-old monk. He's been practicing hard, and he says, "Can I do it all the way to the end?" Ông thầy hiện trì nói là tôi con xin phép thầy là làm tới xong thiền thất luôn. Thầy nói là thầy đang nói là ông sợ là ngồi lâu quá chân nó vẹo. I'm been worried that he will sit that long, the legs might go bad. Okay, and so that's why I talked about it at lunch. Ngày nay nói ăn trưa thầy nói chuyện đó. I said we talked about it, and I said, you know, it is true that it's okay to sit for a long time. Đối với cái pháp chúng tôi đó là ngồi lâu không sao hết đó. But it seems to me it's only for young people. Nhớ sực thì nói những cái pháp cho những người trẻ thôi. And not for 90 years old people. Mấy người 90 tuổi chắc nên ngồi như vậy. So the nun says, sư cô mới nói, the old nun right there, he says, there's still wheelchairs, you know. Sư cô mới nói, còn cái xe đẩy vẫn còn được như thường. Anyway, so Wednesday, we hope that he'll come out. Hy vọng thầy hiện trì ra nói pháp cho quý vị nghe. So this tonight is the last night of my session run for the Chan Chi. Đêm cuối cùng của sư cô hiện nhẫn. Okay. So this is the last chance to ask her to ask a question. Đây là cái cơ hội cuối cùng quý vị chính thức mà hỏi cô hiện nhẫn. Yes. Yes. Like inside, you feel the joy and happiness. Yes. For example, like, oh, yes. That's natural thing that arises inside. Yes. And then I see it and I try to like stop it and then drop it. Yes. Every time that happens. Yes. And sometimes, like it doesn't have to relate to people that doesn't understand this, right? Because if somebody prays and make compliments, if you smile together, laugh together and say thank you, they feel happy. Yes. But then if you want to practice better, you try to not you know, laugh and not to move. So what is the good way to handle this in daily day-to-day life? Because, you know, if you don't move at all, or if you don't move enough, it's very difficult to relate to other people. People might feel that, you know. And also, like, if somebody compliments you and then you don't, you know, show the happiness, they get disappointed as well. That's a hard one. Cái câu hỏi á, là khi mà người ta khen mình á, thì tự động là trong tâm mình có cái sự vui sướng. Mà thường thường á, là mình thấy người ta khen thì mình cũng phải vui mừng để mình trả lời cho họ ồ cảm ơn, hoặc là mình lịch sự một chút. Chứ còn bây giờ nếu như mà mình thực hành thiền mà như bất động thì có nghĩa là khi mà người ta khen mình á, thì mình cũng không có phản ứng gì hết, mình như cái bức tượng gỗ như vậy đó. Thì mới hỏi là như vậy có phải là nó không có phù hợp hay không. Thì giữa cái cuộc sống đời thường với lại cái việc tu hành thì cần phải làm cái gì để có cái sự dung hòa. Okay, English. The question is when people praise you, and then automatically inside you will feel happy, and then you will want to do something to respond to it.
But then because of the teaching that you should unmove, and then if you don't respond, it will, people will not understand, and then it will be so difficult to connect to people. So what is the balance between day life and practice, cultivation? Yeah. Master Sheng Hoa disciple has an idea. Đệ tử Ngài Tinh Hoa có ý kiến ngay lập tức. He says, praise and ridicule is both good and bad. Khen chê có lợi cũng có hại. You have to be careful. Maybe the praise could be a ridicule. A ridicule could be a praise. Mình phải biết suy nghĩ là thiệt sự khen hay là thiệt là chê. Thực sự chế hay thực sự nó là khen. Thế thì dịch hay không? See, my translation is a make it very clear. Rồi đó, cái tiếng chê đó cũng có cái hay chậm. It says you ridicule, you criticize, actually it's has something good about it. Chê có cái hay ở trọng á. To wake you up, để thức tỉnh cái gì. He says, when I cook and people like my food, I love it. Cô còn nghe nói khi mà tôi nấu ăn mà ngon, người ta thích nói đồ ăn cô ngon quá, tôi rất là mừng. And if they criticize me, I will not cook again. Ai mà chê đồ ăn của tôi đó, tôi không nấu nữa. And so he says, you need to go, Julie? No, we're watching you now. It's this week, it's her final week, you know? Yeah, anytime now. You okay? You know? This is my first baby too. So he says thành ra thành nói cô nói sao khen chê thì mình phải bận nấu ăn như thường. So she says whether they praise or ridicule me, I still need to produce cook the food. Don't take it too personally. He says that don't take it literally. Đừng coi nó quá quan trọng. Cái đó thầy không thấy, ông thấy cái vấn đề đó còn dễ. Okay, the one thing I remember that wives are like is that when they cook, okay, I remember when my ex-wife cooked, when she cooked, I learned a lesson. Lúc mà thầy nhớ bà xã cũ của thầy mà nấu ăn á, okay, thì thầy học bài học rất là lẹ. I was busy playing video games or something. Hồi đó bận bắn tàu này nọ. Thì nó sẽ just I'm coming. đợi tí. And by the time I'm done with the game and you know be a champion, you know. Game mà rồi eat bắn xong rồi mới tới ăn á. And she look at me, mặt bị xỉ. And I say, oh, the food is so good. Oh, trời, ăn ngon dễ sợ. She still didn't buy it. Mà khen bà cũng không có vui vẻ gì hết. Okay.
And so I said, honey, what did I do wrong? Thầy nói, trời ơi, mật ơi mật, anh làm gì sai, nói anh nghe. And she says, the food tastes better when it's hot. Rồi bà mới nói là ăn cái đồ ăn nó nóng mới là ngon, nguội nó không ngon đâu, không ngon bằng. And that's why I learned that you don't need to praise her. Make sure that after she, you know, as soon as she finished cooking, you hurry over and you eat it. Thế nên được dạy và học là bà mà nấu một cái, lập tức chạy tới ăn lập tức, thì bà mới vui lòng. So I don't know whether categorize as a good or bad. I không biết là như thuộc là khen là chê. Okay. Hay khen hả? Yeah. So anyway, so for Guyin, she doesn't care to whether you praise or you ridicule her. She still feels it's important to cook. Cô Quảng Ngân nói là đối với chúng tôi, cái đời của đời quả chúng tôi đó là phải nấu ăn thôi, chứ còn khen chê là mình vẫn phát tỉnh. Ha? Đúng không? Okay. Anyone else? Có ý kiến gì khác không? Doesn't answer the question because the question is hard to answer. Tại câu hỏi khó trả lời. Con nhọc lạc làm sao? Cái vấn đề là người ta khen chê mình mặc dù tâm mình không động, nhưng đều mới không động quá người ta phiền não. If you don't move, they get afflicted. Exactly. Yeah. And they don't buy anymore. Right? So what to do? Sao sống nhỉ? How do you apply this principle in daily life? Cuộc sống mình phải làm ra sao? You know? Like Julie, after he delivers a baby, cô Julie sau khi đẻ con rồi, her husband said, "Oh, honey, you did so great." Trời ơi, con, trời ơi, em tuyệt vời quá. And Julie is, cô Julie đẻ xong rồi vẫn mặt vẫn phớt vẫn tỉnh bơ. What kind of mother is that? Huh? Là mẹ gì kỳ dữ vậy? Right? No. This is very personal. Oh, look, honey, how beautiful the baby is. hoặc là đẻ xong rồi như là ông chồng chạy tới nói này, em ơi em trời nó đẹp quá em ơi. Oh, the husband says, oh honey, he only has one eye. Hoặc là em ơi em nó có một nó chuột mắt em ơi. What kind of mother is that? Remember, Julie, I mean, there's time to be unmoved, there's time not to be unmoved, okay? Thành thầy nhắc cái cô này, đẻ ra phải cẩn thận, be careful, huh? Okay? Okay, what to do? Sao bây giờ? Yes, ma'am. Yes. Of course. Totally. Yes. Just be yourself. I'm really happy. I kind of really happy every day. So Nancy says that we need to differentiate between you, superior people, beggars like us. Cô Nancy có nói á, phải có cái tâm mình phải rõ ràng cái địa vị quý vị nó khác địa vị chúng tôi. And therefore, you need to, you know, have a react. You need to react to you know, like a normal person. Whereas we monks are not supposed to react, right? Ngược lại, thành ra cái gì phải có cái cả phản ứng. Còn như là, còn như mà những người xuất gia chúng tôi đó phải như bất động. We are supposed to be unmoving. No matter what kind of wind hit the boy, it's gonna blow. Okay. What do you think, quý vị nghĩ sao? Yes. Hmm. Thầy con nghĩ
This man here says, if someone praises or ridicule you, you should react to it. You should accord with it so that you don't lose your job. But inside, you don't move. Em nói là hen chê mình cũng là cũng giáo lịch sự với người ta thôi, trong tâm mình không động. Chứ cái việc đừng sợ mà không lịch sự người ta có đuổi, không boss không đuổi. Okay. In particular, if the boss praises you, you know, and he says, "Oh, Monica, you did such a good job," and Monica's like, "Oh yeah." Khen cái cô đó, trời ơi, cô làm việc giỏi quá. Cô kia mắt lờ đờ. And you be Khen, let me tell you. He knows that you are chắc chắn nó lộ ra ngay là mình, you know, là mình đang phi. Okay, so yes, there's a reason why you need to react. I agree with Lin here. Okay, Lin is right. You need to react. You need to have a response. Otherwise, your job could be in jeopardy. Nếu không ông chủ cũng đuổi, đừng có lộn xộn. He's right. See, he answered it already. Trả lời đúng. His answer is correct. All it says is that the mind doesn't move. Tuy cái bài học này là tâm bất động, meaning that inside you don't move at all. Cái tâm mình hoàn toàn không động. Whether they say, "Oh, Master, you're so great," you know, thầy hay quá, okay, or "I owe you my life," you know, con, thầy cứu mạng con, you know, they don't mean it, you know. Đương nhiên họ nó láo. And so your mind doesn't move. Cái tâm cái việc không có động, okay, but in terms of behavior, comportment, you should have the appropriate comportment. Okay, cái tâm cái việc bất động, nhưng đều cái hành động cái việc không thể nào bất động được. Okay, tùy cái hoàn cảnh, you accord with conditions. Okay, the mind unmoving means that you're not afflicted by the praise or the ridicule, let's say. Thành ra quý vị, cái tâm bất động có nghĩa là quý vị không bị cái khen chê nó làm mình phiền não, phải không sư cô? Nó nói, sư cô đồ ăn nó ngon quá. You tell the old nun, "Oh, you, it tastes so good." She said, "Oh yeah." And then you say, but sư cô, it's too salty. Nói sư cô, đồ ăn bữa nay sao nó mặn dữ vậy? Nó quỷ. Tao lần sau tao không nấu cho mày ăn đâu. You know, he said, "It's too salty." Salty sư cô. Sư cô is Vietnamese for big shuni or nun. In her mind, she says, "What an ingrate. I would never cook for him again." Go to King Taco Juan. Taco King. Thành ra nó chê một cái là nhớ mặt nó ngay không? Lần sau là không nấu đâu. If you ever dare to criticize her food, she'll remember you for life and she'll never forgive you. Không bao giờ nấu ăn hết, đúng không? So that's not cool. Không được, mình làm gì không được. Ngặt heo chê, mình vẫn tỉnh bơ. Như cô quả gừng nói vậy. So whether you praise or you criticize, your mind is okay, yeah, okay. But depending on the circumstances, you should have the appropriate behavior, the appropriate response. Để tùy cái hoàn cảnh, tùy cái duyên, mình phải có phản ứng chứ. Okay. For example, if you say, "Master, I loved your lecture and I learned so much tonight." Người nói, thầy tối nay sư cô hiền nhẫn nhãn, giảng hay quá đi. Okay. And so, of course, our mind are unmoved. Đương nhiên cái tâm chúng tôi bất động. Phải không sư cô? But it doesn't prevent us from smiling. Không bất động như thì không nghĩa là mình không có cười. Okay. So, xin rằng would smile. Cô hiền nhẫn sẽ cười.
Okay. Now, oh, cảm ơn nhiều. So my mistress, I mean my master would say, oh yeah, thank you. Okay. Whereas I, being her master, I say, uh-huh. Thầy bất động. They say to show there's a difference in status. Có cái sự khác biệt về giai cấp đàng hoàng. Mình là đại sư mà. I'm supposed to be good. Đương nhiên đại sư phải giỏi rồi. Why are you all smiling? Tại sao ai cũng tủm tỉm cười kỳ vậy? You should also be unmoving. Quý vị phải bất động. Yeah. You still don't get the message. Đồ dốt. Yeah. Now the Chinese women go crazy over it. Yes. Thuyết pháp cho làng nghe. Không, ổng tại vì sư đó nó chưa cũng nãy nó cũng mới tu thôi. Thì cái người này người chẩn giả này mới nuôi cho ông sư này để ăn rồi người đại học. Học rồi để sau này để ra Hoằng Dương Phật Pháp á. Thì nuôi 1 năm, 2 năm, 3 năm xong. Thì cái ông sư này ổng ngồi thiền cũng giỏi lắm. Mà ở trong cái nhà tranh á, thì mỗi một ngày đó thì chứng giả này đó, thì ông mới lấy cơm cho cái ông sinh này ăn, rồi ở trong học hoài, học 1 năm, 2 năm, 3 năm, ông này cũng được lắm không? Ông chứng giả này nói, ô, người này cũng được, cũng tu, cũng giỏi, ở trong cũng thiền đồ này kia cũng hay lắm, như bắt động mà không có động. Cái tới sau này đó, hai ông chứng giả này mới kêu mấy cái cô gái đẹp đó để bưng cơm cho cái Hay, có lý, cái chuyện có ý nghĩa lắm. Yeah, she gave a very good anecdote, very appropriate anecdote. Yeah. Công nhận đệ tử Tiên Hóa giỏi thiệt. She gave a real good anecdote. I said, you gave such a good, real good anecdote. No wonder you're Master Shen Hua's disciple. See. Now she has run away. Cái câu chuyện cô kể là có một cái ông trưởng giả đó, ông mời một cái vị tăng. It's not quite that, but that's a very good anecdote. Cô nhớ chuyện có lý lắm. Mm-hmm. It turns out that there is an old woman who in China who supported a monk in his practice. Thì xưa có cái bà già đó, bà ủng hộ cái ông sư đó tu thiền. Okay, a Chan monk. So he practices, he meditated every day, thiền mỗi ngày. And the old woman, would support him, or cater to all his needs. Thì cái bà đó lo với cái ông sư rất là chu đáo. Okay, every day she would provide him food and whatever he needed. Mỗi ngày đem đồ ăn cho mà. He didn't have to lift a finger, không cần làm cái gì hết. And so every day she sent her mother to bring him food. Thì mỗi ngày bị con gái đem đồ ăn tới cúng cho ông sư ăn. So after a while she asked her daughter, nói là sao con tới ông sư đem ăn có gì không? He said, what do you think of the monk?
He said, well, he meditated, he didn't pay attention to me. Cô trong gái mới trả lời, ông sư nó ông tu nghiêm khắc lắm, ông đoạn tới, ông đỉ cho con hết á. Okay? So he says, so the woman says, next time you bring him food, okay, hug him. Thì ba mẹ mới nói là sao mà con cũng đem đồ ăn tới đó. And now Kim is interested. Lần sau mà con đem đồ ăn tới, con ôm ông cái thằng ta coi. So that what she did, she brought, you know, brought fried chicken, I mean, vegan food, and then she hugged him. Tại bữa đó cái con gái đem đồ ăn tới rồi. Quận có nghe câu chuyện không? Phải kể là câu chuyện đúng chứ. She remember cái ý nghĩa rất là the story is, the principle behind the story is very appropriate this tonight. Câu chuyện rất là có lý. Cái bà già chứ không phải ông trưởng lão. Bà già cho con gái đem đồ ăn tới mỗi ngày nuôi ông sư cái tu thiền. Ok. Rồi hỏi ông mày có thấy ông có gì với mày không? Nó không, nó có ông sư tu cắt nào. Nói bây giờ thôi con tới con đưa đồ ăn á, con ôm cái cho mẹ coi. So thằng con nhỏ nó tới nó ôm ổng á. And then you ask him, you feel anything? You know, bây giờ nó ôm nhỏ nó ôm ông xong hỏi ông có cảm ứng, ông có cảm tưởng gì không? And the monk says yes, it feels very nice. Thì ông sư mới trả lời ôm người rất là êm ái. Okay, so the daughter came back and told his mother. Cái cô con gái mới là trả lời, mới đem cái lời lại ông sư nói đó. Tôi ôm cô cảm thấy người rất là mềm mại, thích lắm. Thì đem về nói bà mẹ kể là bà mẹ. Okay, what did she do? He said okay, keep on bringing food. Được không sao, cứ con cứ đem đồ ăn dọc đi. And 3 years later, 3 năm sau, phải không cô Quảng Ngân? Later he says, now hug him again. Con tưởng ôm thử ra sao. Okay. So the girl hugged him again, and then she asked him, how do you feel? Thì cô gái ôm ông sư một cái, hỏi ông cái cảm tưởng ông ra sao. The monk says, my mind is unmoved. Cái tâm tôi nó không động gì hết. So she came back and told her mother. Cái cô nó mới đem về lặp lại cái câu trả lời của ông sư đó. The mom says, really? Bà già nghe một cái bà nổi giận lên. Okay. The mom went crazy. She went to the hut, threw the monk out, burned up the hut. Này, cái bà mẹ đó nổi khùng lên. Tới cái lều tranh mà ông thầy đang tu đó, đuổi ông thầy tu ra. Okay, đốt cái thầy lều tức lều. Why? Tại sao như vậy? So that pair here is about bliss and suffering. Okay, cái cặp này, cái câu chuyện này đang ví dụ, đang dụ cho cái cặp mà lạc với khổ đó, đúng không? Okay. Or it could be gain and loss, cũng có thể lợi với suy nữa. Okay. So why? Why did the woman kick the monk out and then say, I'm not supporting you again, ever again. Ông đi cho khác tu thì tôi không phải ủng hộ ông nữa đâu. Why? Yes. He was still moved by the eight winds? She was still moved by the eight winds. Cái bà này vẫn bị bác phong đụng như thường. No. The monk doesn't have to practice more. What? The monk doesn't have to practice more. Ông sư này không cần tu. No. Anyone?
Why did she kick him out? Kim, why did the old woman kick him out? Tại sao cái bà già nó đuổi ông sư ra? Kim doesn't know. Đưa tao lên giúp mình. Remember, you know, three years before, 3 năm trước á, cô con gái mà ôm này ông nó thích quá. You remember 3 years earlier, she embraced him and he said, oh, this it feels so nice, okay. And the old woman said, okay, it's okay, no problem. Ba năm trước á, ôm mà ông sư nó cái này êm ái mềm mại thích quá, thì bà là vẫn cho tu như thường. But after this, the monk says, you can affect me. Cô không làm gì cho tôi được. Bác phong truy bất động đó. That's really truly tree the eight winds blow and you don't move. So why did she kick him out? Tại sao đuổi ông ra? Chinese women are discussing it. Anyone? Có biết là sao không? Anyone know? Go nhập lạc. She wondered too when she first read it. Lúc đầu đọc cũng thắc mắc. Yeah, they wonder about that. Why did she kick him out and burned up the hut? Tại sao đuổi ra mà đốt liều tranh hả? She says, if you have no reaction, no feelings, then your mind is not true. Nói là cái thân không cần cảm xúc, là cái thân, cái tâm nó không chân thật. No, wrong. Anyone? Yes, sir. He says that in doing so, he might make the daughter feel ashamed of herself, and therefore it's cruel. Nó là nếu như mà ông sư mà hành động mà trơ trơ như khúc gỗ vậy thì nó khiến có thể làm cho cô con gái của bà kia đó cảm thấy tủi thân. Anyone? That's the right direction. That's almost the right answer. Đó là gần đúng luôn. Okay. It's very good. Okay. When she brought, the old woman brought the monk back to support him, that's commendable. Cái bà già đó mà đem cái ông sư về nuôi đó là chuyện rất rất là quý báu. Because this is a mindset that if you have a chance to support people who cultivate, cái này rất là quan trọng, cái quan niệm rất là quan trọng. Mình có cơ hội đó, mình thấy người ta tu, mình giúp người ta tu, phước báo nó tốt dễ sợ lắm. Okay, you have incredible blessing. You see people cultivate, you support them, you have tremendous blessings. Okay, that's number one. And after a while, she put him to test. Sau một thời gian á, mới là thử thách, bây giờ mới thử thách ông này. And that's the nature of cultivation. Cái tu hành bao giờ cũng vậy. When you cultivate, you must face tests. Mỗi lần tu đó, phải được thử thách. No two ways about it. Okay? So, the old woman here,
is the one that decided to test him. Thì cái bà già đó mới quyết định là thử cái ông sư này. And so she told her brother, her daughter to embrace him. Thì mới sai con gái mình ôm ông. So and asked for his reaction. Và ông này ông nói là tôi thích cái mềm mại này. And he's very honest. Ông thương rất là thẳng thắn. Ông nói he says yes, it feels nice. Ông sư nói là so he's very honest. Ông rất là thẳng thắn, rất là tốt. So because of that, he says this man has straightforward mind. Cái tâm ông này ông thẳng thắn. Therefore, he still has the chance. Ông thẳng thắn như vậy vẫn có được tu tiếp tục được như thường. Remember, this is a daughter, her daughter. Phải nhớ rằng đây là con gái của bà chủ. Okay, mà lộn xộn cái bà chủ bà đuổi. The test is very tough. Think about it. This is the old woman's daughter. He knows that. If he does something wrong, she could kick him out. And yet he says, you know, it feels good. Mặc dù ông trả lời nó là ôm như vậy công nhận mềm mại. And therefore, this monk here has a proper mindset. Cái óc ông sư này á, là óc người thẳng thắn. Therefore, he has a chance. He still has a chance to make progress. Thì vẫn có thể tiếp tục tiến bộ như thường. No one has explained it to you this way. I know the Chinese, they're way too abstract. Người Tàu ta kể mấy chuyện, ta không giảng nghe rõ ràng như quý vị nghe. This is American China. We need to spell it all out for you so that you know what's the dharma behind. Chúng tôi phải giảng cái gì rõ ràng. Nó phải vạch tóc ra để bắt chí vậy đó. It's like parting the hairs to catch the, you know, the lice. Okay? No pun intended. So this woman here, okay, put him to the test. He says, and the man passed because his mind is straightforward. Ông sư này ông làm đúng bài là tại vì cái tâm ông là tâm thẳng thắn. Any problems so far? When you cultivate, your mind must be straightforward. Lúc người tu hành á, tâm phải thẳng thắn. That's when my master says, do not lie. Thì Ngài Tiêu Hóa mới nói, tu đó không được nói dối. Okay? My master says, if you practice, you ask yourself, do I not lie? Cái vị tu đó tự hỏi mình, tôi có nói dối không? You don't need to wait for people to say you're a liar. Không cần phải nói đợi người ta nói mình là người nói dối. You ask yourself, is that the case? I do not lie. Mình tự hỏi mình, có phải tôi không nói dối không? It's very important. And because of that, he passed the test. Vì vậy, ông sư ông thẳng thắn. Okay? Thành mấy bà già mới cho tu tiếp. That's why she allowed him to continue. She allowed to support him. She continued to support him. Thành bà già mới tiếp tục ủng hộ cái ông sư này. If had he said, you can't affect me. Nếu ông sư nó nói, ngược lại, nếu ông sư nó nói á, cô ôm tôi mà tôi tâm tôi bất động, you know what will happen? Chuyện xảy ra, she will kick them out immediately. Bà già sẽ đuổi ông ra ngay lập tức. You better believe it. Okay. Later I'll tell you why. Lát sau thầy giảng cái vì sao. Just believe me. Okay. In this test here, had he said no, you know, no, I can control myself. You know, tôi vẫn có thể tự kiềm chế được. You know, he should have kicked him out. Bây giờ sẽ đuổi ra ngay lập tức. I assure you, this woman is very tough. Bây giờ này mà giỏi dễ sợ. Okay. Còn đối với chuyện này đó, người Tàu ta kể nhau, quý vị đâu có biết cái chuyện này.
You don't, you, the Chinese don't have this version. This is the American version. Okay? So she allowed him. She continued to support him. Bà tiếp tục ủng hộ cái ông sư này thêm 3 năm nữa. And 3 years later, she realized, okay, let's put him to the test again. 3 năm sau thử lần nữa. Okay, same test. How can? How do you feel? Ôm cái ôm này. Thầy có cảm tưởng nó sao? The monk says, I'm totally unmoved now. Ông sư nói, tôi chả có, chứ cả cái, chứ tâm tôi bất động. Bây giờ mà đốt, đuổi ra ngay, thì old woman nào threw him out. Why? Tại sao như vậy? In fact, this woman here is actually a bodhisattva. Cái bà già này thiệt sự là Bồ Tát. And so she supported this guy to help him practice. Bà này, bà giúp đỡ ông này để muốn tu hành. Okay, to guide him, để mà hướng dẫn ông tu hành. That's why she sent her daughter every day. Bà ấy gửi con gái tới mỗi ngày. Okay, để thử ông già, thử ông sư này. Okay, and to test him every day. And the first test was to make sure that this person here is honest and straightforward. Cái bài thử đầu tiên hết á, cái bài thử thách đầu tiên hết là coi cái người này cái tâm có thẳng thắn là không, có quanh co là không. Nếu quanh co đó, mình phi thì if this mind, his mind is not, is tortuous, okay, she will not support him, his practice anymore. Người quanh co không giúp đỡ nó tu tiếp không? Cái nào, because he cannot progress anymore, tiến bộ không được nữa. Okay. So it turns out he's straightforward, so she gave him another 3 years. Dạy tới 3 năm, tiếp tục 3 năm tiếp. Okay. 3 years later, he says, I'm unmoved now. Bây giờ 3 năm sau, tâm tôi bất động rồi. Okay. You cannot, you have no effect on me. Nói xong như tôi, tâm tôi hoàn toàn bất động rồi. Okay. And as the woman says, then you useless. Thì như vậy ông sư này là nó đồ vô dụng. Because I would not support anyone. Yeah. Hey, I would not support. You see? This woman here refuses to support anyone who's self-centered. Cái bà già này không có giúp ai tu hành để mà tư lợi, thì lợi cho mình thôi đâu. Okay. The monk got it wrong. Ông sư nó không hiểu là he's only practicing it to free himself, not to help her daughter. Ông sư này tu thì giúp mình chứ không giúp con gái mình. Con gái mình nó phục vụ cho 6 năm trời mà không nghĩ tới giúp nó luôn nữa. See, her daughter helped him every day for 6 years and he didn't even consider trying to help her. Okay, so it would be a waste of time to continue to support him. Thành ra nếu tiếp tục mà giúp đỡ ông này tu đó, ông này là tự liễu hàng. He would be classified as a self-benefiting arhat. It's useless. Chả có lời gì cho ai, giúp nó làm gì. Hiểu chưa? You see that? So that's another illustration of the 8 winds blowing and you're not moved. Đó một cái câu chuyện khác cho quý vị thấy đó, cái áp dụng của cái bát phong cho đó đó. Okay, there's more to just do it than just the 8 winds in the context of the questions asked earlier. Nó trong cái tinh thần của cái câu hỏi hồi nãy đó. You know, you may be unmoved inside, all right, but you should have an appropriate response outside. Cái tâm ở trong nó bất động. Nên bên ngoài đó, mình phải có cái phản ứng nó thích hợp với tình, với người. Yeah, the response has to be appropriate to the circumstances and to the people. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am. What about
Hmm? What about the third test that when she hooked you on? Mm-hmm. And he told her, I know you know, don't let your mom know. What does that mean? I don't remember. I know that I don't remember the exact details. There's this very famous story. I forgot the details, but the principle behind it is that he's basically practicing with the sole purpose of benefiting himself. That's the story behind it. Okay, that's the principle behind it, and the bodhisattvas. The woman is actually a bodhisattva, would not be willing to continue supporting your practice if all you do is to benefit yourself. They helped you enough already, so go. You can be on your own now. You don't need my help anymore. You got it? Thành ra, cô đừng có hỏi thầy, cái chuyện nổi tiếng lắm. Nên mà cái chi tiết thầy quên rồi, lâu thầy quên rồi. Để cái ý nghĩa là cái người là người Bồ Tát, bà già là bà Bồ Tát. Thành ra bà chỉ giúp quý vị để tu Bồ Tát Đạo. Mà giúp ông này tới cái trình độ ông này có thể tự túc được rồi. Không bị bắt phong truy bất động rồi. Để cái tâm ông là phải tâm người Bồ Tát. Thành bà nói thôi, giúp ông là đủ rồi. Ông đi chỗ khác ông tu đi. Ông, tôi không giúp những người như vậy đâu. Okay. So the bodhisattvas, I repeat, they help everyone. But if you get to the point where you practice Mahayana in order to benefit yourself only, then you can only go that far. Okay, your heart is too limited. Cái tâm quý vị nó eo hẹp quá đi, thành không thể nào phát triển được nữa. You can no longer be expanded. Okay, you no longer are worthy to be a Dharma vessel for the Mahayana dharmas. Nên quý vị, cái tâm quý vị nó quá eo hẹp, không xứng đáng làm pháp khí của đại thừa nữa. Okay, thành nó bà đuổi đi vì vậy đó. So she threw him out as a final lesson. Bài học cuối cùng đuổi ra để dạy cho nó biết, dạy cái lão, cái ông sư đó biết á, là ông chỉ là a la hán thôi, không có xứng đáng để mà được giúp đỡ tiếp. So the lesson to the monk is that you are but a self-benefiting arhat. You don't deserve to be helped anymore. Okay. So I don't know what the three interchange is exactly, but basically it's that notion that this monk here with the old lady support, because she's a bodhisattva, he's able to blossom under her protection. Otherwise, he wouldn't have not have been able to reach that level. Sự thật câu chuyện này là theo tôi thấy cái bà già nó Bồ Tát, bà giúp đỡ cái ông sư này, tại không có bà giúp đỡ ông sư này tới tứ quả la hán không nổi đâu, lẹ như vậy đâu. He cannot make it there that quickly. Okay, and when he made it there, she realized that this man here he got as far as he could under her protection. Nên bà mới thấy rằng cái ông sư này á vẫn chưa biết cái giá trị giúp đỡ của mình. Okay. Thành ra bà mới đuổi ông ra để dạy ông bài học cuối cùng. That's why she had to throw him out to teach him the lesson for the last time, the last lesson for him. Okay? That you're not worthy. You have to be worthy to be helped. Just like he was worthy to be helped to reach ninth level of samadhi. Giống như bà xứng đáng được giúp đỡ để mà đạt tới cửu định. Cái ông đó xứng đáng, bà giúp đỡ ông đạt tới cửu định. First test, the test is that, okay, you're not there yet, I still help you. But you have the requirements. Đều ông có được đủ cái tiêu chuẩn để mà được giúp. Mà khi mà tới cái bài thử thách cuối cùng, ông này mất, không đủ cái tiêu chuẩn để mà được giúp tiếp, được dạy Bồ Tát, Pháp Bồ Tát nữa. He's no longer meeting the criteria up to par to receive support to practice the Bodhisattva Dharmas. Okay?
And you folks should, I think we should, as in appreciation for Jung's point here, we need to get the exact details. You get the details I explained to you, the original Chinese version. Nếu quý vị cho thầy cái chi tiết đó đó, thì thầy sẽ giảng quý vị biết từng cái lời đàm thoại ra sao, ý nghĩa ra sao. But I only remember that as in that context where actually is not in the anecdote that actually a woman is a bodhisattva actually is supporting the monk, teaching the monk. Những đó cho cái vị thấy, theo thầy thấy câu chuyện đó là cái căn cơ cái bà già là bà già một cái người Bồ Tát mới biết thử ông sư như vậy. That's how, that's why she's able to design. Yeah, yeah. See, we sit the same way, huh, boy? Huh? See, we all look the same. Hmm? Yeah. Cái bà này, bà Bồ Tát, thầy bà thấy được căn cơ ông này, mới giúp đỡ ông này. You see, so this woman here is a bodhisattva who recognizes monk's potential. That's why she chose to help him. Okay, but the monk could not see her. That's why. She had to find a way to teach him. Mặc dù bà giúp đỡ cho ông, nhưng ông thấy được bà sự giúp đỡ của bà, dạy dỗ của bà. Và cuối cùng bà nói tôi dạy. Finally he says, I can teach you so much this way. Get out. That's the final lesson. Thầy nói là tôi dạy ông được bao nhiêu đó thôi. Cái cách này tới chuyện đó thôi. Giờ phải đuổi nó ra để dạy bà cuối cùng để nó nhớ. So that she kicked him out to remember this lesson. Okay. You cannot stop. You continue your practice. If you're given support to practice, it's never to benefit yourself. Okay? Yeah. It's to benefit others. Thành cái phải hiểu là tới một mức nào đó, cái tâm quý vị, if your mind is so narrow, you only say, I want to learn Chan, you learn all this, and to benefit yourself. When you get the ninth level of Samadhi, we respect your desire, we won't teach you anymore. Okay? Thì cũng giống như vậy, cái chùa mình như vậy. Chúng tôi đó nói cái lớp này là lớp cửu định, có nghĩa là cái chúng tôi sẽ dạy cái vị tới cửu định luôn. I will help you until you reach ninth level of samadhi. And if you at that point you say, okay, I'm happy, I'm a superior person, I am, I'm happy, I want to stop here, no problem. Okay, we will stop teaching you. That's all. Thì nếu cái vị lúc mà tới cửu định rồi, cái vị nói là tôi thỏa mãn, tôi đã cực khổ biết bao nhiêu năm với thầy rồi đó, bây giờ tôi tới rồi, tôi mừng rồi, cái tôi muốn ngừng lại, thì cái vị ngừng lại không sao hết, không ai bắt buộc cái vị hết. No one is forcing you. Okay, but in order to progress further, your mind, your heart has to be broader. Nên cái vị tiếp tục, cái tâm cái vị nó phải cởi mở ra. And your mind has to be straightforward. Và cái tâm quý vị phải thẳng thắn. Those are the requirements. Cái đó là cái điều kiện. All right? Okay, so in summary, the concept is that if you practice Chan, today's concept of eight winds, ngày hôm nay, tóm tắt là ngày hôm nay mình nói về bát phong, là cái quan niệm rằng á, mình tu đó là cái tâm mình khởi vọng tưởng là tại vì cái bát phong. Okay, when you do chan and you have false thoughts is because you are afflicted by these eight winds, praise and ridicule, khen với chê, right? See, he agrees. Okay, and if you like that, then you're still an ordinary person. Quý vị vẫn còn như vậy, quý vị vẫn là phàm phu. When you reach to the point where your eight winds don't move anymore, tới cái trình độ mà bát phong thổi bất suy bất động đó, thì quý vị đã thành tứ quả la hán. And you are reached ninth level of samadhi or higher. Okay, where then
then that's why you need to pay attention. Nên quý vị phải chú ý cái chuyện đó. Okay. So the other night we talked about Sheng Guang or Hui Ke. He knelt there, and that's why he had to discard all these eight winds for 9 years. Ngài Thần Quang, ngày trước bữa tối hôm kia mình kể chuyện, ngài Thần Quang quỳ 9 năm trời sau ngài Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp. Thì trong 9 năm trời quỳ đó phải bỏ tất cả những cái bát phong này, nó thổi mới bỏ hết. Okay, so he had to let go of these eight winds. Okay, that's how he made it. And finally, the teacher recognized that he's ripe. Thì ông sư mới thấy học trò nó tới nó chín mùi rồi. Then he taught, mới bắt đầu dạy. Okay, so this is the practice. You let go of the eight winds. Okay, and bỏ cái bát phong này. Whether you sit during with your legs crossed, lúc quý vị ngồi xếp bằng, okay, as well as when you're kneeling, hoặc quý vị đang quỳ xuống, or you're walking, hoặc quý vị đang đi bộ, okay, you let go of these eight winds. Okay, đừng có chạy theo những cái bát phong này. That's the process. Or you're cooking, hoặc là nấu ăn. Okay? Okay? The danger of the honor and disgrace is, cái nguy hiểm của cái vinh nhục là sao? The danger with honor and disgrace is that you feel compelled to do something. Okay? So you're under shackles. Cái vinh nhục nó khiến quý vị nó bị thúc đẩy mà làm. You're compelled to, you know, so that people would like the way you look. Okay? Mỗi ngày mình phải trang điểm để ta mình bị cái vào cái thế kẹt là muốn người ta khen mình. Muốn người ta trọng mình. Okay? Okay. The French has something called noblesse oblige. Người Pháp gọi là vì cái người mình là người trong quý phái thì mình phải làm cái gì đó. Noblesse oblige, meaning that it's you belong to nobility, therefore you have no choice. Okay? You must behave a certain way. You must come across a certain way. Người quý phái phải có cái hành động, có cái tiêu chuẩn của người quý phái. And that's about honor and disgrace. You feel compelled to do these things. Mình bị cảm thấy tự mình. You're compelling yourself to do these things. Okay? To sustain your honor, okay, or to avoid disgrace. Thành cái vinh nhục nó rất nguy hiểm là tại vì mình tự thúc đẩy mình tự ép buộc mình làm những chuyện để mình được cái sự vinh dự hoặc là mình tránh cái sự nhục nhã. Okay, so now you have these, you know, you have these very heavy attachment underneath. Okay, cho nên những cái chấp trước này nó rất 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 là thầm kín, không ai biết hết, rất là nguy hiểm, khó mà thấy, very hard to see. All right, so if you're able to control these eight winds, then you become ninth level samadhi, right? Mình tu được, mình bắt phong là mình sẽ suy sẽ bất động. That's how it works. All right? Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? If not, then we stop here tonight. Thank you all. Không, chúng ta ngừng lại ở đây. Thank you.